Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món ăn rất là dễ ăn, đó là mình sẽ làm dưa leo muối sổi. Mình làm theo kiểu mình muối kim chi á. Để thực hiện món dưa leo muối này thì sổi này thì ăn liền này, mình chuẩn bị dưa leo. Mình mua cái dưa leo mà mua cái dưa leo non để cho cái trái nó được giòn nhé. Ở đây mình chuẩn bị là 800g dưa leo, nửa củ hành tây, một củ cải trắng nhỏ, một củ cà rốt, chanh, một ít lá hẹ. Các bạn có thể cho lá hẹ ít hay nhiều tùy thích, vì lá hẹ và hành tây thì nó hơi cay nên các bạn có thể cho tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình. Gia vị đi kèm thì gồm có là mè trắng mình đã rang sẵn, tỏi bằm và ớt bột. Ở đây thì mình sử dụng ớt bột Hàn Quốc để cho có màu đẹp, còn các bạn thì có thể sử dụng ớt bình thường cũng được nhé. Ớt này thì màu nó lên rất là đẹp nhưng mà nó thì không cay lắm đâu. Ở đây mình sử dụng 2 muỗng ớt, đường mình cũng sử dụng 2 muỗng, nước mắm 2 muỗng và mình sẽ sử dụng thêm 2 muỗng nước tương. Các bạn có thể nêm thêm một chút mayonnaise vào cũng được. Ở đây thì với món này thì mình muối để ăn liền nên mình sẽ cho thêm một trái chanh. Và bây giờ thì mình bắt tay vào thực hiện nhé. Mình sẽ bỏ luôn vào cái thố này để lát nữa mình trộn. Dưa leo thì mình cắt khoảng 0,5cm, mình cắt lát là dài. Mình đã vừa thái xong các loại rau củ. Cà rốt thì mình thái sợi, cà rốt và củ cải thì mình cũng thái sợi. Hành tây thì mình cắt ngang và rồi mình cũng cắt đôi ra. Hẹ thì mình cũng cắt như thế này để cho cái gia vị, để cho cái củ cải và cà rốt được mềm thì mình thái sợi. Còn nếu mà các bạn thích nha, để cho nó ngấm gia vị đều hơn và nó mềm hơn thì mình có thể lấy cái nạo mình nạo cũng được nhé. Mình trộn cho nó đều lên. Nếu mà mình ăn được cay thì mình bỏ nhiều cái hành tây và cái hẹ, còn nếu mà không ăn được cay thì mình bỏ ít hai cái đó lại, tại vì hai cái đó là mùi nó hơi cay và nó hăng. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn cái dưa leo muối sổi này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái phần đường vào đây, đường của mình cho vào. Nước mắm, mè, ớt bột và tỏi bằm. Cái phần ớt bột này thì mình có thể cho tùy theo cái khẩu vị nhé. Cái ớt bột của bình thường, ớt bột của Việt Nam mình á thì nó đỡ cay hơn, còn cái ớt bột Hàn nó cay hơn, còn cái ớt bột Hàn Quốc này thì nhìn màu nó đỏ vậy nhưng mà nó không cay nhiều các bạn. Đây mình sẽ cho thêm 2 muỗng nước tương. Nếu các bạn không ăn nước mắm thì mình có thể dùng hoàn toàn nước tương nhé. Đây cũng là một món ăn chay rất là ngon. Mình dùng nước tương thì mình có thể ăn chay được rồi.
Còn các bạn mà thích dùng nước mắm thì mình dùng nước mắm cũng được nhé. Mình đảo đều đi. Mình làm này rồi mình để khoảng 15 phút cho cái gia vị nó ngấm đều thì mình có thể ăn được rồi. Mùi rất là thơm. Ớt bột này thì nó lên màu rất là đẹp. Nhìn màu rất là hấp dẫn này. Mình đảo đều đi. Rồi mình để 15 phút nhá là mình ăn rồi. Món này là món mình không cho nước mắm thì mình cho hoàn toàn bằng nước tương thì là món chay. Còn mình thích cho nước mắm thì mình cho nước mắm. Kim chi muối sợi. Mình sẽ ăn thử một miếng. Ăn rất là vừa. Thì mình làm để ăn liền nên mình sẽ cho thêm nửa trái chanh. Các bạn có thể không cho chanh cũng được nhé. Lúc nãy mình nếm thì mình thấy rất là vừa rồi. Nhưng mà mình muốn ăn chua một chút thì mình có thể cho thêm nửa trái chanh hoặc là một trái tắc. Mình bỏ hạt chanh đi. Món này rất là đơn giản, làm thì nhanh mà ăn rất là ngon. Vẫn vậy. Bây giờ mình sẽ bỏ ra đĩa nhé. Đây mình sẽ bỏ ra đĩa. Đĩa lát nữa mình ăn. Hấp dẫn quá. Món này thì ăn cơm hay là ăn kèm với các đồ ăn, đồ nướng ấy, ăn rất là ngon. Nó y như là một món gỏi vậy thôi các bạn. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món kim chi dưa leo muối sổi đó các bạn. Rồi. Vậy là mình vừa hoàn thành xong món kim chi dưa leo muối sổi. Ở ngoài thì màu nó hơi đỏ tươi hơn một chút, mà máy của mình thì màu nó hơi nó không được chuẩn lắm. Các bạn có thể dùng thay thế ớt Hàn Quốc này bằng ớt bột của mình bình thường ăn cũng rất là ngon. Video thực hiện món kim chi muối sổi bằng dưa leo của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video miễn phí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.